là hiện trường vụ cướp tài sản xảy ra tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Trước đó, chị Nguyễn Thị Trúc Ly, 36 tuổi, trú tại địa phương, điều khiển xe máy đi qua khu vực này thì bất ngờ bị một đối tượng chặn đầu xe. Sau đó dùng dao kề vào cổ đe dọa chị Ly để cướp tài sản. Trong lúc giằng co, chị Ly vừa kêu cứu, vừa giật được con dao của đối tượng và ném đi. Sợ bị phát hiện, đối tượng dùng tay bóp cổ chị Ly, đồng thời cướp đi một chiếc điện thoại trong túi quần chị rồi tẩu thoát. May mắn lúc này, ông Lê Đặng Cầu, 45 tuổi, nhà ở gần đó, nghe tiếng kêu cứu của chị Ly thì chạy ra và khống chế bắt giữ đối tượng. Có một thanh niên nói chung là chạy đầu xe và cướp tay lái mà ngã xuống thì thanh niên đó cũng thả xe và nói chung là bước xuống là lấy dao khống chế. À, trong lúc là nói chung đấu tranh cho sự sinh tồn mà mình nghĩ là mình dừng co mà mình có thoát chết được chết, nghĩ là mình giành giật được con dao mà bỏ chạy, nhưng mà trong lúc bỏ chạy đấy thì nói chung là đối tượng đã chạy theo và khống chế mình xuống đường bê tông và đã dùng tay bóp cổ mình, nói chung là lúc đó là chết tắt thở ạ. Tại cơ quan công an, đối tượng gây ra vụ cướp manh động đã khai nhận tên là Lê Văn Phúc, 27 tuổi, trú tại huyện Tuy Phước. Trên đường đi nhậu về nhà bạn chơi, đến khu vực thôn Tăng Hòa, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, thì phát hiện Nguyễn Thị Trúc Ly đang đi phía trước nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Lê Văn Phúc đã có 3 tiền án về các tội cố gây thương tích và trộm cắp tài sản. Và mới ra tù vào tháng 5 năm 2022 thì tiếp tục phạm tội. Lúc đó mình đi đường xe về, có chén rượu trong mình về với thấy một người phụ nữ và mình nghĩ chắc cũng không có ai cản đâu. Và cái suy nghĩ bồng bột anh vậy lại làm bất thình lình cho cũng không có suy nghĩ gì và cũng không có tính trước gì hết. Đối với hành vi dùng dao khống chế và cướp tài sản của Lê Văn Phúc thì hành vi này phạm tội rất nghiêm trọng. Có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của con người. Ngoài ra đối tượng này đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây tích, vừa mới ra tù nhưng không hoàn lương mà lại tiếp tục phạm tội. Thì đối với đối tượng Lê Văn Phúc này, lực lượng công an sẽ tiến hành củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa cho xã hội. Còn đây là kẻ thủ ác Lò Văn Mính, 39 tuổi, ở xã Sam Mấn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chất, 48 tuổi, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, làm nghề lái xe ôm. Nạn nhân tử vong do bị đâm 8 nhát dao, trong đó có 2 nhát thấu phổi và bụng. Chết người tôi lấy xe đi bán thì lấy tiền sử dụng ma túy. Thế cái vị trí mà Mính giết nạn nhân thì chỗ đấy là Mính đã vào đấy mấy lần rồi? Trước kia năm ngoái từng vào khu vực đấy 2 lần để sử dụng ma túy. Tại sao Mính lại đưa nạn nhân vào đấy để giết? Thì khu đấy vắng người. Tại sao Mính sau khi giết rồi Mính lại quay lại để phi tang xác nạn nhân? Tại để chân bừa thì sợ ngày sau thì cỏ héo đi, sợ người phát hiện nhanh. Là đối tượng nghiện lâu năm để có tiền sử dụng ma túy, Mính đã điều người lái xe ôm là ông Chất yêu cầu chở hắn từ thị trấn Gia Bình đến khu Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị trấn Tử Sơn, rồi ra tay sát hại bằng 8 nhát dao rồi cướp xe máy. Chiếc xe máy của nạn nhân Mính mang bán rồi mua 2 tép heroin sử dụng. Khi đã thỏa mãn cơn nghiện, y quay lại hiện trường dùng bao tải trùm đầu, kéo xác nạn nhân dìm xuống mương nước để phi tang. Sau đó, đối tượng đã bắt xe về tỉnh Điện Biên để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng. Đối tượng có sự manh động, dùng thủ đoạn sau khi gây án còn phi tang xác nạn nhân để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Cái khó khăn đầu tiên ấy, mà tôi vừa nói ấy, là cái thời gian gây án đã lâu. Đấy, khi chúng tôi phát hiện là đã là 14 ngày. Thực ra cái công tác thu thập chứng cứ nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ hai là cái địa điểm gây án là nơi vắng vẻ, đấy, ít người qua lại. Hành vi cướp giật tài sản không chỉ gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của các nạn nhân mà còn gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tôi vừa đi vừa nghe điện thoại, thì bất chợt có 2 thằng cướp đến và chĩa dao về phía tôi và đòi tôi đưa tiền. Những vụ án trên cho thấy sự sơ hở của các nạn nhân trong việc bảo vệ tài sản. Hoạt động của đối tượng cướp
Cướp giật tài sản thường mang tính chất manh động, cơ hội. Đối với các băng nhóm tội phạm cướp giật, bọn chúng thường đi thành từng nhóm, phân công nhiệm vụ như đối tượng cầm lái, đối tượng giật và đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi. Thậm chí là dùng hung khí để uy hiếp nạn nhân. Người dân nên chủ động trong cái việc bảo vệ tài sản của mình. Khi nhất là khi di chuyển trên đường thì nên cất kỹ tài sản như túi sách, điện thoại, hạn chế đeo các cái tài sản trang sức có giá trị như vàng, dây chuyền vàng, bông tai để tránh những đối tượng cướp giật tài sản lợi dụng. Và hai nữa là các mọi người khi di chuyển thì tránh những cái cung đường vắng vẻ và đặc biệt là không nên di chuyển vào các cung đường vắng vào buổi tối. Người dân khi đi trên đường không dừng đậu xe nơi trời tối, nơi vắng người qua lại. Nếu có việc phải đi đến những khu vực này, nên đi hai người và cảnh giác khi có đối tượng bám theo. Không sử dụng điện thoại, trường hợp cần thiết thì đậu xe vào sát lề đường, hướng mặt ra ngoài đường quan sát xung quanh. Nếu đeo nữ trang cần che kín, không để lộ trang sức ra ngoài. Túi sách nên để vào cốp xe. Khi bị cướp, cướp giật phải truy hô, đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng, loại xe, biển số xe và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm.